本当に。Hồi hết sức các bạn.
getting cold. Balls over there. Wonder who. What's going on over there? Thank you.
Come on, Benjamin! Come on, man!
even piled in. Thank you.
Come on, man. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay. Let me say that again, okay? Thank you.
is it? Thank you.
mới trải nghiệm rồi. Bay tới đi. Oh!
var i loppen, de sådan en lukket vand. Loppen er de bare ikke. Stay good money. Okay, yeah, you're right, you're right. Give me another 10, okay? Oh.
Dude.
Chừng nha.
Yeah, because your work hour, your hours is crazy. Yeah.
Thank you.
Chụp đi con coi. Thank you.
Go. Again.
up, guys. Come on. Thank you.
9.9% in. No, that ball 100% in the green.
Whoa! Yes.
You should have just stand there, man. You mess up your partner. Oh, man.
I'm a lineman. I have a line. I know, he has a line. 95% out. Nghi rồi bên kia đó không biết là mình rất tình kỳ.
chiến luôn chăm. Mình lắp máy về đi. Đâu? Đi chùa vậy đó, đi chỗ 4 rưỡi. Đúng vậy. Nhưng mà thấy 10 giờ bắt đầu rồi phải không? Chừng rồi tập lung 4 rưỡi nữa chăng nghe. Cây ớt vô đâu? Con chai nhà mình thích đồ con chai lung lung ăn ngon lắm mẹ. Chỉ để ăn ở nhà, ở Đại Tân. Kẹt thơm quá. Kẹt thơm quá. Kẹt thơm quá. It takes a real man, you know, to admit that. That thing looks good. Okay, my bad. Shit. Look at that. Yeah, not yet.
hit? Oh, how do you know? Tiebreaker.
Wow! Moving, go! Yeah.
Thấy chưa, nó ào, nó đúng đánh. Từ đó nó chạy đó. Tại tôi thấy nó ào rõ ràng, tôi đánh luôn mà tôi block. Hiện tại tôi nó bách mày một mấy lần câu đáo gì xin phòng đeo. Nhưng mà sometimes you have to overcome it. Alright, new ball. Body. Turn. It's all.
35. Yeah, baby! What? Funny, huh? Sorry, buddy. It's right through. Come on. Help! 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 Help!
I'm still thinking about it. And then what's what? Solomon. Long. 35.
on, Sonny. Man, back to you, champ. Come on, Sonny. Yeah, baby. Look! Dang! I think one. Move back!
swimming? Oh, pit side. All right, here you go. No, again. Wow.
Oh no! Come on! Hi, baby. You good, right? Yeah. That.